Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố nghị quyết 11 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố ấp trên địa bàn thành phố có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Tại buổi lễ, lãnh đạo quận 3 công bố nghị quyết 11 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố ấp trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Võ Thị Sáu, quận 3 thông qua quyết định miễn nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố cũ, quyết định cử chức danh trưởng khu phố mới và ra mắt các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố mới. Bí thư Quận ủy quận 3 Nguyễn Thanh Xuân cho biết, tổng số khu phố tại quận 3 trước khi sắp xếp là 63 và sau khi sắp xếp có 112 khu phố, trong đó tổng khu phố thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên là 110 khu phố. Tổng khu phố giữ nguyên không sắp xếp là 2 khu phố, gồm khu phố 1 phường Võ Thị Sáu và khu phố 1 phường 13. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận trân trọng đóng góp của các đồng chí từng cống hiến cho hoạt động của khu phố, tổ dân phố suốt thời gian qua, đồng thời gửi lời tri ân và mong các cô chú tiếp tục dõi theo, hỗ trợ các công tác của địa phương trong thời gian tới. Bí thư Quận ủy quận 3 đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị xã hội quận cần công khai tuyên truyền đến nhân dân về địa giới hành chính của các khu phố mới, tổ chức hoạt động gắn kết giữa ban điều hành khu phố mới với người dân. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố đã tổ chức hội nghị lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và định hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, Liên hiệp đã triển khai thực hiện tốt đợt kinh doanh cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, doanh số dự ước đạt 26% kế hoạch cả năm, đã dành 3,2 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo xã hội cộng đồng. Công tác xây dựng đảng được duy trì và triển khai hiệu quả trên các nội dung, góp phần xây dựng đảng bộ Liên hiệp vững vàng về mọi mặt. Phát huy kết quả đạt được, trong quý 2 năm 2024, Đảng ủy Liên hiệp đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững mạng lưới bán lẻ, đổi mới hoạt động đầu tư và tái đầu tư, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh các mô hình kinh doanh trực tuyến, hướng đến đạt 900 điểm bán, doanh số tăng trưởng từ 6 đến 7%. Về công tác xây dựng đảng, tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và phát triển đảng viên, đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng và triển khai các phong trào thi đua, triển khai kế hoạch hoạt động tháng công nhân lần thứ 16 năm 2024. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng nếu nhận phản ánh về việc người dùng đứng tên thuê bao lạ phải thực hiện gỡ số điện thoại đó khỏi danh sách trong một ngày. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 3 vừa qua, các nhà mạng đã tiếp nhận hơn 6 triệu lượt tra cứu thông tin thuê bao, trong đó có 1.000 khách hàng với 1.200 thuê bao có phản ánh về việc thuê bao không đăng ký hoặc không còn sử dụng. Sau quá trình làm rõ, các nhà mạng đã khóa 1 chiều, 2 chiều với 200 số. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Deakin Úc đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu đào tạo về trí tuệ nhân tạo và một số lĩnh vực khác. Theo đó, hai bên sẽ triển khai đồng thời nhiều lĩnh vực hợp tác, cụ thể như hợp tác đào tạo và nghiên cứu ở các lĩnh vực y tế cộng đồng, công nghệ sinh học, sản xuất tiên tiến, chuyển đổi số, nông nghiệp, môi trường, phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, hợp tác xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị đại học và quản lý công cho lãnh đạo, quản lý các trường đại học, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hướng đến của đơn vị là trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo của cả nước và khu vực. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định Đại học Deakin là đối tác hợp tác chiến lược trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin. Trong thời gian tới, hai bên thống nhất đẩy mạnh phát triển các dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực AI và công nghệ thông tin, đặc biệt nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI trong giải quyết các vấn đề lớn của ngành y tế, nông nghiệp, quản lý hành chính công, xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập công nghệ vào lớp học, Tập đoàn Khoa học Công nghệ Bách Khoa đã tổ chức khóa tập huấn đặc biệt cho hơn 1.200 giáo viên từ các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khóa tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng các công cụ và phương pháp giảng dạy tiên tiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác giảng dạy và xây dựng học liệu số, đặc biệt là sự tích hợp với hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS 360 e-learning. Sự kết hợp này nhằm đổi mới phương pháp giáo dục trong kỷ nguyên số và mở ra những cơ hội mới trong việc tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, tương tác cao và đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh trong kỷ nguyên số. Trong thời gian vừa qua thì toàn ngành giáo dục và đào tạo quận 3 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá và quản trị nhà trường, cho nên là rất là nhiều các đối tác đến với chúng tôi, và công ty công nghệ Bách Khoa là một trong những đối tác cũng đồng hành với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và hôm nay thì Bách Khoa cũng sẽ hỗ trợ cho thầy cô để có thể tìm hiểu và sử dụng nhuần nhuyễn 12 cái công cụ đến từ 6 cái trang web có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và chúng tôi sẽ đưa những cái bài giảng của thầy cô lên hệ thống LMS trong thời gian sắp tới. Tập đoàn Khoa học Công nghệ Bách Khoa tự hào là một phần trong tiến trình chuyển đổi số ngành giáo dục với việc không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và hệ thống LMS 360 e-learning do đơn vị cung cấp, với các tính năng quản lý học tập tiên tiến được tích hợp 52 công cụ soạn giảng tương tác H5P giúp giáo viên dễ dàng tạo ra các khóa học, theo dõi tiến độ học tập và tăng cường sự tham gia của học sinh. Tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo AI trong các thiết bị công nghệ mang đến cho người dùng những trải nghiệm liền mạch và cá nhân hóa cao. Hãng công nghệ hàng đầu HP đang thay đổi cách con người học tập, làm việc và giải trí hàng ngày. Theo một khảo sát từ HP, chỉ có 27% số lao động tri thức cho biết họ có mối quan hệ lành mạnh với công việc. Còn lại tin rằng mối quan hệ của họ với công việc cần có sự thay đổi tích cực hơn. Với việc áp dụng AI vào sản phẩm, HP không chỉ nhấn mạnh sức mạnh công nghệ mà còn cam kết đổi mới và tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Cách sử dụng AI đang thay đổi cách chúng ta làm việc giải trí, với việc tích hợp rất là nhiều các cái công nghệ cũng như là giải pháp AI vào trong máy tính cũng như là các cái sản phẩm công nghệ của HP, thì chúng tôi sẽ tin rằng chúng tôi mang ra những cái sản phẩm tăng được hiệu suất làm việc cũng như là thay cách chúng ta giải trí và sử dụng máy tính hàng ngày. Có thể nói đây là một trong những cái thay đổi lớn nhất trong 30 năm vừa qua với ngành máy tính. Với chiến lược đưa công nghệ mới đi vào mọi khía cạnh đời sống của người dùng, các dòng sản phẩm mới của HP đáp ứng chủ yếu 3 nhu cầu là nâng cao hiệu suất và khả năng sáng tạo với sự hỗ trợ của AI, tăng cường trải nghiệm làm việc trong môi trường làm việc kết hợp và đáp ứng nhu cầu giải trí với trải nghiệm liền mạch. Các sản phẩm mới vừa được giới thiệu tại Ngày hội HP Việt Nam 2024 sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam, mở ra những cơ hội mới trong làm việc và giải trí. Hưởng ứng Ngày Parkinson Thế giới, với mong muốn cập nhật các thông tin hữu ích về những tiến bộ trong điều trị Parkinson cho người bệnh, người nhà và cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, giải đáp thắc mắc cùng các bác sĩ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức chương trình sinh hoạt cộng đồng người bệnh với chủ đề Những tiến bộ trong điều trị bệnh Parkinson Thế giới và Việt Nam. Theo các chuyên gia, ngày nay điều trị bệnh Parkinson không chỉ dừng lại ở việc giảm những triệu chứng như run tay chân, đơ cứng, mà còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tại Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã ứng dụng phương pháp phẫu thuật kích thích não sâu, một trong những tiến bộ điều trị bệnh Parkinson trên thế giới. Theo dõi kết quả sau phẫu thuật cho thấy, người bệnh đã có những thay đổi tích cực trong việc kiểm soát các triệu chứng của bệnh như run tay chân, hụt hơi, cải thiện tốc độ, độ chính xác của các chuyển động trong cơ thể và nhiều vấn đề về tinh thần. Sau khi phẫu thuật kích thích não sâu, người bệnh Parkinson cần tuân thủ các lịch trình kiểm tra y tế do bác sĩ chỉ định để liên tục theo dõi và đánh giá tình trạng sau phẫu thuật nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu. Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM đã tổ chức ngày hội hiến máu giúp Ngân hàng Máu Việt Nam tiếp nhận thêm 101 ca máu mới. Đây là hoạt động thuộc dự án Giọt Hồng Còn Mãi, góp phần thể hiện lòng biết ơn và lan tỏa yêu thương đến những người khó khăn trong xã hội. Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, đêm nghệ thuật tri ân Giọt Hồng đã được tổ chức nhằm tri ân các tình nguyện viên đã đồng hành cùng dự án. Dịp này, ban tổ chức dự án cũng đã trích 90% số tiền bán hàng gây quỹ để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Dự án Giọt Hồng Còn Mãi được tài trợ bởi công ty Tiết Diêu, đạo diễn Lưu Ân, cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo và Hội chữ thập đỏ TP.HCM. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, đơn vị vận hành metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cho biết, trong 3 tháng kể từ khi tuyến metro số 1 đưa vào vận hành khai thác thương mại, hành khách sẽ được miễn phí vé hoàn toàn.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng ngân sách hỗ trợ 100% giá vé vận chuyển bằng đường sắt đô thị trong thời gian 3 tháng đầu kể từ ngày tuyến metro số 1 bắt đầu khai thác vận hành thương mại. Đồng thời, hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 17 tuyến xe buýt kết nối tuyến đường sắt đô thị này từ tuyến số 153 đến tuyến số 169 trong thời gian 3 tháng đầu kể từ ngày tuyến metro số 1 bắt đầu khai thác vận hành thương mại cũng được miễn vé 100%. Sau thời gian này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho người hoạt động cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, trẻ em dưới 6 tuổi hoặc cao dưới 1m3 và có người lớn đi kèm. Hỗ trợ 50% giá vé lượt từ ngân sách thành phố đối với học sinh sinh viên, 50% giá vé tháng đối với các đối tượng học sinh sinh viên học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 4 thông báo đã ấn định ngày tấn công thành phố Rafah ở dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn vừa diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Thông báo của Thủ tướng Netanyahu có đoạn: "Hôm nay tôi nhận được báo cáo cụ thể về tiến trình đàm phán ở Cairo, Ai Cập. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Trước hết là tất cả con tin được tự do và giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Ngày tấn công Rafah đã được ấn định, nhưng ông không tiết lộ thời điểm cụ thể. Rafah, thành phố ở phía nam dải Gaza, hiện là nơi trú ẩn của khoảng 1,4 triệu người Palestine và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ cho Gaza. Mỹ, đồng minh lớn nhất của Israel, tiếp tục phản đối kế hoạch tấn công Rafah. Trong ngày 8 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cảnh báo một vụ tấn công trên bộ quy mô lớn vào thành phố này có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc cho dân thường. Bên cạnh đó, Washington thông báo đã có nhiều tiến triển trong quá trình viện trợ cho dải Gaza, trong bối cảnh hàng trăm ngàn người đang bên bờ vực nạn đói. Ông Miller cũng cho biết Israel đã lập một đơn vị phối hợp để làm đầu mối liên hệ trực tiếp với các nhóm viện trợ nhân đạo tới Gaza, nhằm giúp hoạt động cứu trợ diễn ra an toàn hơn sau các vụ tấn công khiến nhiều nhân viên thiệt mạng thời gian qua. Liên quan đến quá trình đàm phán về một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, đang có nhiều thông tin trái chiều về kết quả vòng đàm phán mới nhất ở Cairo hôm 7 tháng 4. Trong khi phe Hamas cho biết không đạt tiến triển, thì phía truyền thông Ai Cập dẫn nguồn tin báo cáo đàm phán đang có chiều hướng tích cực. Đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra với sự tham gia của đại diện Israel, Hamas, giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns và các nhà trung gian hòa giải của Ai Cập và Qatar. Bạo lực băng đảng vẫn đang tiếp tục diễn ra ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Cảnh sát đã sử dụng loa phóng thanh để ra lệnh sơ tán người dân khỏi khu vực Champ de Mars gần cung điện quốc gia ở trung tâm Port-au-Prince khi tiếng súng nổ ra dữ dội gần đó. Đây là cuộc đụng độ mới nhất giữa cảnh sát và các băng đảng sau hơn một tháng các tay súng bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của chính phủ. Các băng nhóm đã thực hiện nhiều hoạt động để chiếm cung điện quốc gia trong nỗ lực cuối cùng nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn thủ đô. Các cửa hàng và chợ trong khu vực đã đóng cửa hơn một tháng nay, nhưng một số người vẫn sống trong khu vực lân cận, bao gồm cả những người bị mất nhà cửa do bạo lực. Họ dựng lều sống tạm ở công viên gần đó. Một đoạn video cho thấy mọi người cố gắng chạy trốn khỏi khu vực khi cuộc đấu súng dữ dội diễn ra. Bạo lực leo thang ở Haiti kể từ ngày 29 tháng 2 buộc Thủ tướng Ariel Henry phải tuyên bố từ chức ngay khi Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp được thành lập. Hôm qua, Iran đã khánh thành lãnh sự quán mới tại Syria sau khi tòa lãnh sự cũ bị cuộc tấn công đúng một tuần trước. Tham dự buổi lễ khánh thành ngày 8 tháng 4 có Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradoblahian và người đồng cấp Syria Fasan Mekdad. Lãnh sự quán Iran nằm ở khu vực Mazeh của thủ đô Damas, cách cơ sở cũ khoảng 100 mét. Đây cũng là nơi có các đại sứ quán nước ngoài khác và các văn phòng của Liên Hiệp Quốc. Trước lễ khánh thành, hai ngoại trưởng đã đến thăm tòa lãnh sự cũ đã bị phá hủy và gửi lời chia buồn đến các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngày 1 tháng 4 qua, Israel đã không kích vào tòa lãnh sự Iran cũ ở Syria, làm 13 người thiệt mạng, trong đó có hai quan chức quân sự cấp cao của Iran. Phía Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công, đồng thời ngoại trưởng Iran cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để thảo luận về hậu quả của vụ việc nói trên.
Ngày 8 tháng 4, chính quyền Mozambique thông báo ít nhất 94 người thiệt mạng và 26 người khác mất tích khi một chiếc thuyền bị lật ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này. Vụ việc xảy ra trong ngày 7 tháng 4 khi chiếc thuyền đang đi từ tỉnh Nampula đến đảo Mozambique. Đây là một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ, không được cấp phép chở người nhưng đã chở quá tải. Bên cạnh đó, thuyền đã bị sóng đánh nước. Phần lớn những người trên thuyền được cho là đang tìm cách chạy trốn dịch tả. Nhà chức trách đã vớt được thi thể của 94 người thiệt mạng, trong số này có nhiều trẻ em. Kể từ cuối năm ngoái, Mozambique và nhiều nước ở khu vực phía Nam châu Phi phải vật lộn với đợt bùng phát dịch tả. Từ tháng 10 đến nay, Mozambique đã ghi nhận 15.000 ca bệnh và 32 người đã tử vong. Sáng sớm nay, theo giờ Việt Nam, nhật thực toàn phần đã xuất hiện từ bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Theo NASA, đường đi của nhật thực toàn phần bắt đầu từ Mexico, vòng về phía đông bắc, từ bang Texas đến Ohio của Mỹ, rồi đến Canada và quay trở lại Maine, Mỹ. Nhật thực toàn phần lần này được đặc biệt danh là nhật thực Đại Mỹ vì đường đi kéo dài của nó tại khu vực Bắc Mỹ. Xuất hiện trên bầu trời ở một số nơi tại Mexico, 15 bang của Mỹ và phía đông Canada. Trong thời gian nhật thực, mặt trăng nằm thẳng hàng ở giữa trái đất và mặt trời, che khuất ánh mặt trời. Thời gian quan sát nhật thực toàn phần lên tới gần 5 phút, gần gấp đôi thời gian diễn ra nhật thực tại Mỹ 7 năm trước, bởi lần này mặt trăng ở gần trái đất hơn. Đây là sự kiện thi văn học trăm năm có một khi là nhật thực toàn phần dài nhất ở Mỹ kể từ năm 1806. Nhật thực toàn phần ngày 8 tháng 4 cũng là lần đầu tiên sau 7 năm hiện tượng thiên văn học này được quan sát thấy trên đất liền ở châu Mỹ. Tại một số sở thú, các nhà nghiên cứu đã theo dõi cách thức các loài động vật hành xử trước hiện tượng thiên văn này. NASA cho biết sau nhật thực toàn phần lần này, nhật thực toàn phần tiếp theo có thể được nhìn thấy từ các bang của Mỹ vào ngày 23 tháng 8 năm 2044. Ngày 9 tháng 4, Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết thế giới vừa trải qua tháng 3 nóng nhất trong lịch sử, ghi nhận chuỗi 10 tháng liên tiếp nhiệt độ tăng kỷ lục. Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU cho biết trong vòng 10 tháng vừa qua, mỗi tháng đều là tháng nóng nhất so với cùng kỳ các năm trước. Cơ quan này cho biết 12 tháng trở lại đây là khoảng thời gian nóng nhất từng được ghi nhận trên hành tinh. Nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,58 độ C so với thời kỳ diễn ra cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Thông thường sẽ có những khoảng thời gian nhiệt độ tăng lên và hạ xuống, tuy nhiên xu hướng nối dài những kỷ lục này khiến chúng tôi rất lo ngại. Chúng ta đang trải qua thời kỳ nóng nhất mà nhân loại phải đối mặt trong khoảng 100.000 năm qua. Các nhà khoa học đã kiểm tra chéo các dữ liệu xác nhận rằng tháng 3 năm nay là tháng 3 nóng nhất kể từ thời kỳ tiền công nghiệp năm 1850 và năm 2023 là năm nóng nhất hành tinh. Nhiệt độ tăng đã làm hạn hán do biến đổi khí hậu trên thế giới ngày một trầm trọng thêm. Các nhà khoa học biển cảnh báo nước biển ấm lên có thể đang khiến các rạn san hô bị tẩy trắng ở Nam Bán Cầu, và đây có thể là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử hành tinh. Đại dương đã hấp thụ 90% nhiệt lượng tăng thêm từ biến đổi khí hậu, từ sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Cơ quan này cho biết nguyên nhân chính trái đất nóng lên là do phát thải khí nhà kính từ hoạt động của con người. Các yếu tố khác bao gồm El Niño và kiểu thời tiết ở phía đông Thái Bình Dương làm nhiệt độ mặt nước ấm lên. Trở lại với phần tin trong nước, sáng nay Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các sở ngành quận huyện đã có buổi họp khảo sát cho chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời tháng 5 năm 2024. Với nội dung tăng tốc thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội, sớm đưa chính sách vào cuộc sống, buổi khảo sát đã tập trung đánh giá tình hình tổ chức và thực hiện nghị quyết 98 từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực cho đến thời điểm hiện nay, phân tích những yếu tố tác động đến tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2024 khi áp dụng cơ chế được thống nhất tại nghị quyết số 98. Ngoài ra, các sở ngành, quận, huyện cũng đề cập đến những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp để sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống của nhân dân thành phố, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời dự kiến trực tiếp truyền hình vào trung tuần tháng 5 năm 2024. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024.
Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với các cơ quan báo chí viết đăng tải gần 3.000 tin bài phóng sự, tăng gần 600 tin bài ảnh so với năm 2022. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Vùng 2 thành lập 2 đoàn công tác phối hợp với 54 cơ quan báo chí cùng 81 phóng viên đi thăm chúc Tết đưa tin về các hoạt động của cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1, các tàu trực, quân dân huyện Côn Đảo. Qua đó tạo được hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa rộng lớn, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu, chia sẻ với cuộc sống của cán bộ chiến sĩ trên các tàu, đảo, nhà giàn. Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mong muốn các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Vùng 2 Hải quân, đưa nhiều tin bài phóng sự, phản ánh sâu sắc, kịp thời về hoạt động quân sự, quốc phòng của Bộ đội Hải quân nói chung và Vùng 2 nói riêng, đặc biệt là các hoạt động huấn luyện chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại, tiếp tục tập trung tuyên truyền khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, góp phần cùng Bộ đội Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức tặng bằng khen cho các cơ quan báo chí, nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền của Vùng 2 trong thời gian qua. Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cao điểm xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm nay đã qua, song tuần này xâm nhập mặn vẫn tăng theo kỳ triều đầu tháng 3 âm lịch. Hiện đang vào giai đoạn giữa cuối mùa khô, vụ lúa đông xuân đang thu hoạch, nhu cầu sử dụng nước đã qua thời kỳ cao điểm. Tuy vậy, trong tháng 4 này, xâm nhập mặn vẫn còn ở mức cao, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Ở vùng các cửa sông Cửu Long, tranh mặn 4 gram trên lít có khả năng xâm nhập từ 50 đến 62 km tùy từng cửa sông. Ở sông Vàm Cỏ, tranh mặn 4 gram trên lít lớn nhất trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây ở mức 85 đến 90 km. Trên sông Cái Lớn, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé vận hành bảo đảm kiểm soát xâm nhập mặn. Cục Thủy lợi nhận định xâm nhập mặn tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng 43.300 ha vùng chuyên canh cây ăn trái. Trước tình hình hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng, để giúp người dân tỉnh Cà Mau có nguồn nước ngọt sinh hoạt, quân khu 9 đã điều động 3 tàu tải trọng lớn của Lữ đoàn Vận tải 659 chở hơn 1.700 mét khối nước ngọt cung cấp cho người dân tại các khu vực thiếu nước trầm trọng của tỉnh Cà Mau. 3 tàu vận tải của quân khu 9 đã cấp nước cho người dân xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, xã Khánh Thuận, huyện U Minh và xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Đây là những nơi đang thiếu nước ngọt trầm trọng nhất. Ngoài cung cấp nước ngọt cho người dân, quân khu 9 cũng cấp bồn chứa và dụng cụ trữ nước cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Theo phản ánh của người dân, do thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng, họ phải mua nước từ các vùng khác chở đến với giá từ 45.000 đến 50.000 đồng một mét khối, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Theo thống kê, toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 2.600 hộ bị thiếu nước ngọt hoặc không chủ động được nguồn nước sinh hoạt do hạn hán, trong đó có hơn 1.700 hộ không có nước ngọt sử dụng do không khai thác được nước ngầm, kênh rạch khô cạn, đường đi bị sụt lún, giao thông bị chia cắt. Hội đồng Hương huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 7 2024-2029. Đây là dịp để quy tụ những người con quê hương Thanh Liêm đang làm ăn sinh sống tại thành phố mang tên Bác cùng phát huy truyền thống đoàn kết tương trợ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của Ban chấp hành Hội đồng Hương tỉnh Hà Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sự động viên của lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm và sự hưởng ứng của đông đảo hội viên Mạnh Thường Quân, Hội đồng Hương huyện Thanh Liêm tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực, thiết thực chung tay giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đại hội Hội đồng Hương huyện Thanh Liêm được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Đó là dịp để quy tụ bà con, anh chị em Hội đồng Hương Thanh Liêm đang học tập, công tác, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là dịp để trao đổi, gắn kết các mối quan hệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Liêm. Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Hương huyện Thanh Liêm tiếp tục phát huy những việc đã làm được, khắc phục tồn tại hạn chế, có cách làm phù hợp nhằm gắn kết bà con, tạo sự đồng thuận, đồng tâm, đồng lòng, phát huy giá trị tốt đẹp của quê hương Thanh Liêm với truyền thống hiếu học, nhân văn, trọng nghĩa, trọng tình. Từ đó nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại thành phố mang tên Bác. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.